Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình, chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài, tấn lộc. Hoan hỉ đón chào quý vị khán thính giả đang theo dõi Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên kính chúc quý vị khán thính giả an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, chiêm nghiệm được nhiều điều nhân văn để gia đạo luôn bình an, tấn tài, tấn lộc. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ đến bạn những thông tin hữu ích về phong thủy, tử vi và đời sống tâm linh. Quý vị thân mến, tặng quà là hành động thể hiện sự quan tâm của mọi người với nhau, thậm chí ở nhiều quốc gia còn được coi là một nét văn hóa. Nhiều người cho rằng có thể tặng bất cứ đồ gì cho nhau cũng được, chỉ cần xuất phát từ tấm lòng. Tuy vậy, nếu xét từ góc độ phong thủy, bạn sẽ phải suy nghĩ lại vì có nhiều món đồ được đưa vào danh sách kiêng kỵ không nên dùng làm quà tặng vì sẽ có thể mang đến may mắn, thậm chí là xui xẻo cho người nhận. Sau đây là 5 loại quà tuyệt đối không nên tặng để tránh những điều không tốt xảy ra. Mời quý vị hãy cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay nhé. Thứ nhất là đồ vật sắc nhọn. Những đồ vật sắc nhọn như dao, cưa, kiếm, kéo bạn không nên dùng làm quà tặng cho người khác vì nó mang ý nghĩa cắt đứt mối quan hệ giữa bạn và người nhận. Theo phong thủy, những vật sắc nhọn bản chất mang nguồn năng lượng sát khí tự nhiên. Những món quà như vậy sẽ vô tình khiến bạn tặng cho người nhận quà những điều tồi tệ, xui xẻo. Thứ hai là hoa hồng đỏ có gai. Nếu nói hoa là vật không nên làm quà tặng, chắc chắn sẽ khiến nhiều người bất ngờ. Vì từ xưa đến nay, hoa luôn là lựa chọn hàng đầu, nhất là hoa hồng đỏ, được coi là biểu tượng cho sự may mắn, tình yêu. Tuy nhiên, phong thủy lại có quan điểm khác về vấn đề này. Theo đó, hoa hồng là loài hoa có thân nhiều gai, sắc nhọn, nên sẽ khiến cho mối quan hệ giữa người tặng và người nhận sẽ có những ảnh hưởng nhất định. Nếu bạn tặng cho người yêu của mình một bó hoa hồng đỏ với đầy gai nhọn, thì đây cũng là khởi đầu cho sự kết thúc của mối quan hệ. Cách tốt nhất là chỉ nên những loại hoa hồng không có gai hoặc rất ít gai, loại màu kem hoặc màu hồng là tốt nhất. Những bông có gai nên dùng kéo để cắt hết gai trước khi đem tặng. Bạn cũng có thể dùng loại hoa hồng vàng, vì màu vàng sẽ giúp nâng cao cảm giác yêu thương, nhưng không nên tặng hồng đỏ hay trắng cho những người đang nằm viện, vì đây có thể coi là điều cấm kỵ. Ở Anh, khi một bệnh nhân nhận được một bó hồng trắng hay đỏ, thì ngay lập tức họ sẽ ném bỏ bó hoa đi, vì tin rằng hoa hồng đỏ, trắng là đại diện cho sự chết chóc. Thứ ba là đồng hồ. Trên thực tế, ở phương Tây và cuộc sống, thì đồng hồ là đồ vật khá được ưa chuộng để sử dụng làm quà tặng. Đồng hồ có thể có nhiều kiểu khác nhau, như đồng hồ treo tường, đồng hồ báo thức hay đồng hồ đeo tay. Tuy vậy, theo quan điểm về phong thủy phương Đông, đồng hồ là đồ vật có nhiệm vụ đo thời gian trôi qua, gián tiếp cho thấy tuổi trẻ ngày càng trôi dần đi mất, và đó là điều không hề tốt lành. Người Trung Quốc, nhất là ở Quảng Đông, còn có quan điểm, nếu được tặng một chiếc đồng hồ thì sẽ vô cùng xui xẻo, vì nó tượng trưng cho cái chết. Chính vì vậy, bạn không nên chọn đồng hồ làm quà tặng người khác. Thứ tư là giày dép. Trong cuộc sống, bạn dễ dàng bắt gặp những món quà tặng bên trong là đôi giày hay dép mà ai đó tặng cho mình. Bạn sẽ cho đó là sự quan tâm rất thân thiết. Tuy vậy, theo phong thủy và quan điểm của người Trung Quốc, thì giày dép cũng là vật không nên làm quà tặng. Theo đó, từ giày trong tiếng Trung Quốc sẽ được đọc thành hai. Âm thanh này rất giống một tiếng thở dài. Điều này sẽ thấy một sự bất hạnh. Tặng một món quà như vậy thì vô tình cũng sẽ tặng họ những điều xui xẻo. Không chỉ vậy, khi tặng quà là giày dép thì cũng có nghĩa bạn tặng cho người thân của mình những trang bị để chạy khỏi mối quan hệ của hai người. Đây là điều mà không ai mong muốn. Cuối cùng là khăn tay. Ở nhiều quốc gia, khăn tay được coi là một món quà tặng truyền thống, như một món đồ kỷ niệm, nhất là trong chiến tranh. Tuy vậy, theo phong thủy thì không nên chọn khăn tay làm quà tặng cho người khác. Xuất phát từ công dụng của khăn tay, chủ yếu là thứ dùng để lau mồ hôi, nước mắt, vết bẩn, tượng trưng cho sự buồn tủi, vất vả.
Vậy nên nếu bạn tặng khăn tay cho ai đó thì sẽ mang lại điều không may mắn cho người đó. Vậy phải làm sao nếu vô tình nhận được một trong những món quà như trên? Nếu bạn tin vào những học thuyết phong thủy, chắc chắn sẽ cảm thấy không thoải mái, thậm chí muốn vứt bỏ món quà đó đi ngay. Tuy nhiên làm như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến người tặng quà. Trong trường hợp này, bạn có thể xử lý như sau. Khi nhận được món quà không may mắn, bạn nên đưa lại cho người tặng một đồng tiền xu hoặc vật có giá trị trao đổi. Hành động tượng trưng này sẽ giống như bạn mua món đồ đó từ người tặng. Khi đó món đồ kia không còn mang giá trị là quà tặng, giảm được yếu tố xui xẻo theo quan niệm phong thủy, mang lại sự bình an cho cả người tặng và người được tặng. Bên cạnh những điều kiêng kỵ khi tặng quà, chúng ta cũng nên biết được những món quà tặng theo đối tượng. Điều này sẽ giúp cho các bạn có thêm điểm trong mắt mọi người. Sau đây là một số gợi ý quý vị có thể tham khảo. Tặng quà phong thủy hợp mệnh đóng vai trò quan trọng, thể hiện cho tình cảm mà người tặng dành cho người nhận. Với lời chúc về may mắn, tài lộc, sức khỏe, thuận lợi trong học tập và công việc. Mỗi người sẽ có cung mệnh khác nhau và màu sắc tương sinh, tương khắc, đòi hỏi bạn cần chú ý để chọn món quà sao cho ý nghĩa nhất. Thứ nhất, quà tặng phong thủy mệnh kim. Kim được sinh ra từ thổ, nên thường được khuyến khích sử dụng vật phẩm phong thủy mang màu sắc của đất mẹ, gồm màu vàng hoàng thổ, nâu, nâu đất. Chúng có khả năng giúp chủ nhân đón nhận sinh khí, sự nghiệp thuận lợi. Đặc biệt, người mệnh kim nhờ sự hỗ trợ tốt nhất từ món quà tặng, hợp xính bản mệnh mình, với các màu trắng, ánh kim, ghi, xám. Theo phong thủy, kim còn có thể khắc chế được hành mộc, nên bạn hoàn toàn dùng quà tặng cho người mệnh kim với màu đá xanh lá cây hay xanh da trời. Lưu ý chọn quà mệnh kim tuyệt đối cần tránh sản phẩm màu thuộc về hành hỏa, gồm đỏ, tím, hồng, cam. Ngũ hành tương khắc sẽ tiềm ẩn những điểm không may đến với chủ nhân mệnh kim. Thứ hai là quà tặng phong thủy mệnh mộc. Trong học thuyết ngũ hành, mệnh mộc là tượng trưng cho cây cối, nên những người thuộc hành này sẽ hợp với những loại quà phong thủy có màu xanh lá hoặc nâu. Khi muốn mua quà phong thủy tặng cho người mệnh mộc, các bạn hãy lựa chọn những vật phẩm phong thủy mang lại tài lộc, quyền lực và sức khỏe, chẳng hạn như tỷ hưu, thần tài, đồng xu phong thủy, để thể hiện quyền lực, địa vị, cầu tình duyên, bình an và sức khỏe. Mặc dù những món quà phong thủy hợp với người mệnh mộc rất nhiều, nhưng các bạn cũng phải chú ý lựa chọn những vật phẩm tốt nhất, chẳng hạn như những vật dụng phong thủy có hình lượn sóng hoặc các chậu thủy tinh và hoa tươi. Đây là sự kết hợp cân bằng giúp linh khí của những người mệnh mộc phát triển tốt hơn. Thứ ba là quà tặng phong thủy mệnh thủy. So với các cung mệnh khác, mệnh thủy có sức ảnh hưởng đến hầu hết mọi thứ theo hướng cả tiêu cực và tích cực. Điều đó được ghi nhận khi nước có thể hóa giải tất cả bất lợi mà kim, hỏa, thổ gây ra. Mệnh thủy thuộc về nước nên màu sắc quà tặng phong thủy hợp nhất phải kể đến màu xanh nước biển, màu đen, giúp mang lại may mắn, tài lộc. Ngoài ra, kim sinh thủy nên màu trắng hay ánh kim của kim cũng được khuyến khích tặng cho người mệnh thủy, từ đó thúc đẩy chủ nhân thuận lợi phát triển sự nghiệp, duy trì sức khỏe tốt. Thứ tư, cách chọn quà tặng phong thủy mệnh hỏa. Đây là bản mệnh tượng trưng cho lửa, thích hợp với các món quà tặng phong thủy màu đỏ, cam, hồng, tím. Những sản phẩm đó sẽ giúp chủ nhân đón nhận tài lộc, thịnh vượng, tinh thần tốt nhất. Không chỉ thế, mệnh hỏa được mộc sinh ra nên màu sắc tương sinh là xanh lá cây sẽ mang lại nhiều may mắn. Hỏa và thủy trong phong thủy tương khắc với nhau, vì thế bạn tránh tặng người mệnh hỏa màu đen hay xanh da trời, xanh nước biển. Thứ năm là cách chọn quà tặng phong thủy mệnh thổ. Thổ trong phong thủy chính là đất, nên cách chọn quà tặng phong thủy hợp mệnh tốt nhất thiên về hành thổ, gồm nâu, nâu đất, vàng hoàng thổ rất có lợi. Đặc biệt, màu tương sinh của thổ với sắc đỏ, cam, hồng, tím của hỏa góp phần thu hút tài lộc, hưng thịnh và may mắn bởi thổ do hỏa sinh ra. Người mệnh thổ không hợp màu mộc, xanh lá cây. Bạn cần ghi nhớ quy luật đó để đưa ra quyết định chọn quà tặng phong thủy sao cho hợp lý bạn nhé. Vâng, quý vị thân mến, trong thời buổi hội nhập thế giới, biết về kỹ năng sống hay như những điều kiêng kỵ khi tặng quà
sẽ giúp bạn trở nên khéo léo và tinh tế trong mắt bạn bè, đồng nghiệp. Không có gì vui bằng việc mang lại niềm vui và lời chúc tốt đẹp đến cho bạn bè, người thân qua những món quà tặng tinh tế. Hy vọng với chia sẻ về những kiêng kỵ khi tặng quà trên đây sẽ giúp quý vị có thêm điểm trong mắt mọi người. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay. Quý vị đừng quên ấn like, đăng ký kênh Phú Quý Tài Lộc để không bỏ lỡ những video hay nhất từ chúng tôi nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.